em đổ trường lan rừng thanh hóa xin kính chào tất cả cô dì chú bác anh chị em yêu lan trên toàn quốc nhé phiên chợ ngày hôm nay đây là ngày 28 tháng 8 năm 2024 em trường lại vẫn tiếp tục lên tất cho anh chị em tất cả đều là quế xếp tháng 8 quế lan hương đang nụ và hoa cả nhà nhá hàng cắt nguyên bản rừng và hàng thuần đấy rất mong anh chị em cô dì chú bác là xem Uh, video của em và ủng hộ cho uh, em nhá thì uh, đầu tiên là em sẽ đi vào cho cả nhà những các cái đơn là um, uh, quế uh, cắt uh, nguyên bản rừng và bóc nhá hàng bóc với cái mã số uh, uh, đầu tiên em vào cho cả nhà là mã số I1 này 120.000 mã số I1 120.000 một cây đấy một cây rất là đẹp luôn cả nhà nhá một cây đấy, lá từ gốc đến ngọn này đấy, không hề dập nát không hề hư hỏng và hiện tại bây giờ em nó đang nụ nhá. Đây, một nụ rất là dài luôn cả nhà này. Đấy, một nụ nhá. Mã số Y1 em bán cho cả nhà một cây với giá là 120 000 nghìn và cả nhà lưu ý là tất cả những đơn hàng em quay lên đây là em đã bao ship được cả nhà rồi nhá. Em bao ship gửi hàng toàn quốc. Đấy. Tất cả đều là uh, với cái mã số và với cái giá tiền em em thông báo lên trên uh, uh, video là đã bao ship được cả nhà. Mã số Y1. Một thân đang nụ. Đấy, đang nụ này cả nhà này. Đấy đang nụ nhá. Đang nụ một thân duy nhất 120.000 mã số I1. Đấy, tiếp đến em vào cho cả nhà với cái mã số là mã I2. I2 uh, là một cái đơn uh, quế uh, rời. Đấy, một cái đơn quế rời rất là nhiều cây nhá. Với cái đơn này là mã số I2 này là em bán với cái giá là 400.000. Với tổng là 15 cây. Mã số I2. 400 nghìn với tổng là 15 cây Tất cả cây thì là ở Trong cái lô này thì có một cây là Anh em khai thác trên rừng về là nó bị rách lá thôi cả nhà nhá Đấy em vào em đếm cây cho cả nhà cùng xem Đấy bác nào mà thiện trí và kết những các cái đơn rời này thì Xem và đếm cây cùng với em ạ Cây uh, Đây là một này một này Đấy Rất là đẹp luôn nhá một này hai này ba này 3 này Đó. 4 này 5 này 6 này 7 này 8 này 9 này 9 rồi 10 này 11 này. 12 này. 13 này. Đấy, đây 14, 14 cây cả nhà nhá, 14 chứ không phải 15 cây. 14 cây. Đấy, có một cây này là nó bị rách lá này cả nhà này. Các bác thợ rừng uh, đi về là bị uh, là nó quẹt á, uh, kiểu các bác uh, uh, đeo trên uh, ba lô sao các bác đi về là quẹt uh, kiểu từ trên rừng á. Đấy. Với cái mã số Y2 này 400 000 với tổng là 14 cây quế xếp hàng rời cả nhà nhá. Đấy, nhà mình mà ai mà có cây cao hoặc là cây nhãn hoặc là những các cái cây tươi ở trong vườn nhà mình á thì uh, nên sưu tầm những các cái đơn quế như thế này, tại vì là nó thật sự ra mà nói là càng ngày trên rừng càng cạn kiệt. Đấy, thì với một cái đơn uh, Y2 chỉ 400 000 14 cây thì các bác về các bác ghép lên làm một bụi, đấy thì 1 2 1 đến 2 năm sau là gọi là rất là 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 đẹp luôn đấy đó là cái thứ nhất cái thứ hai là các bác xem những các cái đơn quế mà lá nó còn giữ nguyên từ gốc này tức là nó không bị bỏ lá gốc nhá nó chưa bị bỏ lá gốc thì trong những loại này lên á thì cây nó rất là khỏe mạnh và rất là đẹp luôn đấy đây các bác xem một phần trăm là cây là từ gốc luôn đây lá lá là gọi là lá gốc đang còn nguyên đây đấy rất là đẹp luôn cả nhà nhá đấy đây một tay em à... Em 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 cầm em đếm cây vào một tay em quay thì đôi khi là nó hơi mờ Cho nên là rất mong cô gì chú bác, anh chị em là thông cảm nhé Đấy, với mã số I2 400.000 Tiếp đến em vào cho cả nhà với cái mã số là I3 I3 là một cây quế xếp cổ ruột Đấy, hoa rất là đẹp luôn Đây, hoa nó nở ờ, Riêng cái giòn này là hoa nó nở gần tàn mà các bác xem cái mặt bông đây Mặt bông rất là đẹp luôn Đấy, đây em cầm cho cả nhà xem nhé Đấy, hoa gần tàn rồi Đây các bác xem mặt bông cùng với em nhé đấy em chỉnh cái điện thoại cho nó nét lại một tí đấy các bác xem này cái cái bông này mà lúc mà đang trên rừng thì nó rất là đẹp luôn đấy cánh rất là đẹp luôn nhá đấy đây bông cực kỳ là to luôn đây ví dụ như em đặt cái ngón tay cái vào là cả nhà cùng xem này đấy bông nó rất là to đấy hoa rất là đẹp luôn này đấy bông này thì không phải là là là, là, là xanh cốm hay là xanh ngọc hay là trắng nhá Đấy, lơ lơ vàng rất là đẹp luôn. Và mà mặt đông thì rất là to và 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 cánh rất là đều này. Đấy. Với cái mã số I3 này là em bán với giá là 800 000 nhá. Mã số I3 này, hai con quế xếp cổ rụt, một mẹ một con này. Đấy. Đây các bác xem cổ rụt này. Đấy, tức là không còn một cái độ hở nào cái kẻ lá này. Đấy, cả nhà xem đây là cây con nhá. Cây con độ hở của lá là không có. Và cái thân này, thân rất là to luôn đấy em đặt cái ngón tay cái lên các cả nhà cùng xem này đấy đây là đặt sang bên này đặt vào giữa này Đấy, rất là đẹp luôn một con quế xếp cổ rụt lá ngắn đây đấy em để cái ngọn hoa ra cho cả nhà cùng xem nhá đây các bác xem này cái mặt bông nó to như thế này cơ mà đấy, nó là rất là to luôn đấy lơ lơ vàng rất là đẹp luôn cả nhà này đấy đây lưỡi thì là hồng này đấy, lưỡi hồng đấy, rất là đẹp luôn nhá đây về thân lá này các bác xem này Đấy. Một ngón tay cái của em đặt không vừa, phải hai ngón này. Về cái bẹ này, về về cái cái cái, cái thân này. Đấy, chiều dài của lá thì cũng rất là ngắn luôn. Đấy, các bác xem nhá. Đấy, nó chỉ khoảng tầm là 10 uh, 13 đến 15 cm. Đấy, một mẹ một con với giá là 800 000 mã số Y3. Đấy, một trên một cái khúc gỗ rất là nhỏ thôi, rất là nhỏ nhắn thôi. Cái này về các bác uh, cho vào chậu hoặc là các bác ốp thêm vào lũa nhá. Cầm quay lại. Đấy, em quay cái mặt kia lại cho cả nhà cùng xem. Đấy, cả nhà xem này. Rất là đẹp luôn. Ờ, cổ rụt, lá ngắn, xếp khít. Đấy, ba cái gọi là đáng để mà mà ta uh, siêu tầm nhá. Xếp khít này. Cổ rụt. Đấy. Cổ to, cổ rụt. Đấy, lá ngắn. Có những con quế xếp cổ rụt nhưng mà lá lại không ngắn cả nhà nhá. Hoặc là có những con cá lá ngắn thì lại không được xếp khít và không được cổ ruột đấy mỗi một cây nó có một cái kiểu khác nhau cả nhà mỗi một cái giống khác nhau đấy và đặc biệt là con này là được ba cái phần trăm như thế và được thêm nữa là một cái mặt hoa mặt hoa rất là đẹp luôn đấy cả nhà cùng xem lại cái mặt hoa xem lại một lần nữa cái mặt hoa nhá đấy nhà cùng xem rất là đẹp luôn với mã số i3 800 nghìn đấy anh chị em sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp 0965224337 nhé với mã số i4 để vào tiếp tục mã số Y4 này Là hai cây quế giống Đấy bản lá uh, đang Cây đang nhỏ thôi Cây đang nhỏ mà bản lá được hơn 4 cm này nhá Và chất lá rất là dày luôn Với mã số Y4 này bán cho cả nhà với giá là 300 nghìn Đấy lá từ gốc đến ngọn luôn cả nhà này Gọi là không hề lỗi lầm Và không hề bỏ lá trong những con này mà lên thì nó mới, 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 phê Cả nhà đấy này cả nhà xem nhé cái chất lá này chất lá xanh đen và rất là dày luôn Chất lá xanh đen rất là dày. Đấy. Hiện tại như trên cái khúc cây như này. Đây chiều dài của khúc cây là được 20 40 với tổng là hai cây. Tức là nhờ cây này và cây này thì khả năng là ở trên rừng là cái quả nó 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 rơi ra trên trên rừng nó xong bắt đầu nó bay ra. Đấy cho nên là hai cây tách biệt nhau nhá. Các bác về các bác chăm thì gọi là sau này được hai cây to luôn trên cùng một cây. Trên cùng một cái khúc cây này. Rồi, rất là đẹp luôn cả nhà xem này chất lá rất dày nhá cực kỳ là dày luôn rất là dày cổ thì rất là đẹp luôn này đấy cả nhà xem cổ rất đẹp luôn đấy, chất lá xanh đen nhá đấy kể cả con chip ở dưới này con chip này con chip lên được một hai ba bốn năm cặp lá rồi đấy rất là đẹp luôn đấy, quá phê đấy, cầm đứng lên cả nhà xem này đấy đây các bác xem cái cổ này đẹp chưa cổ lá rất là đẹp luôn nhá đấy đây cây con này Đấy các bác xem cái chất lá này Nó dày mà nó Nó dày mà nó xanh kiểu xanh đen nhé Nhìn rất là phê luôn Với mã số I4 300.000 Đấy tất cả hàng là các bác lưu ý là em đã bao ship cho cả nhà nhé Đấy Tiếp tục em vào cho các bác với cái mã số là I5 I5 là một con quế xếp cổ rụt Đấy à, Hơi tiếc cho một cái siêu phẩm này là Em nó Ở trên rừng là nó bị cháy nắng cả nhà Nó bị cháy nắng rất là lâu rồi Đây các bác xem này Đấy Cháy nắng Vết thương đã khô rồi Đấy uh, Riêng cái ngọn này thì uh, gọi là uh, Bây giờ là Thứ nhất là hoa Đây Em quay hoa cho cả nhà xem Đấy Em quay hoa cho cả nhà xem nhé Vẫn là một bông hoa gọi là lơ lơ vàng Đấy Rất là đẹp luôn này Ba bông Hiện tại bây giờ là Nếu bác nào lấy cái giò này về là các bác vẫn có thể là uh, Chơi trọn vẹn được một bông này còn hai bông này là nở gần hết rồi đây nở gần hết rồi cả nhà nhé đây bông này là nở được một nửa rồi đấy các bác xem này đấy hoa vàng rất là đẹp luôn đấy hoa vàng chất lá thì tức là con này trên rừng là nó ăn nắng gọi là một trăm phần trăm luôn tức là uh, theo như các bác thợ rừng có nói là cái này là ở trên gọi là uh, gọi là là uh, ngọn cây trên trên cái uh, gọi là uh, trên ngọn đấy trên cái ngọn cây và không có một cái gì che chắn cả Không không có lá Không có lá của cây che chắn Cho nên là nó mới bị nắng trực tiếp vào Và nó bị cháy cả nhà nhá Đấy, nhưng đặc biệt một cái là Các bác xem về cái chất lá Đấy, chất lá này Đấy Các bác xem chất lá Tức là con này là về bây giờ là các bác chơi hoa là thứ nhất Thứ hai là các bác làm giống Đấy, làm giống Thì sẽ được một cái uh, uh, Các bác sẽ siêu tầm được một cái dòng uh, Cây dòng lá rất là dày luôn Lá gân Lá gân, lá béo này đấy chất lá rất là béo luôn đấy đây là em đang coi quay cái phần mẹ nhá với cái mã số <laughs> y năm này em bán cho cả nhà với giá là 1 triệu hai trăm nghìn một mẹ hai con đấy và bây giờ là hiện tại là các bác lấy về là các bác đã sở hữu được một cây con rất là tuyệt tuyệt vời luôn đấy con này chỉ cần mà chờ ra rẻ các bác tách ra là các bác được một cây quế vip đây các bác xem này một cây quế vip luôn đấy bình thường à là... Uh, em không biết là ở những nơi khác bán như thế nào đấy nhưng mà uh, theo như em được biết thì uh, rất là nhiều nơi ví dụ bán những cây như thế này đấy giá không bao giờ là rẻ không bao giờ là là là, là gọi là là ấy cả đấy nhưng mà em bán ở cả nhà với một cái giò cả mẹ cả con đấy mặt hoa như thế này đấy một mẹ hai con đây còn rất là vip luôn đấy chỉ với giá là 1 triệu 200 nghìn chỉ 1 triệu 200 nghìn nhá Đấy, mã số này là đang là uh, mã số Y5 nhá, mã số Y5. Đấy, các bác xem kỹ lại cùng em với cái mặt hoa. Okay. Đấy, mặt hoa. Đây. Và xem kỹ cái chất lá nhá. Hơi tiếc cho một siêu phẩm đó là em nó bị 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 bị, bị cháy như thế này. Đấy, chứ không thì giò này thì em nói thật là quá là đẹp luôn. Đấy, các bác xem này. Đấy, mặt hoa uh, bông hoa như thế này. Đấy, các bác thấy hoa phê đẹp chưa? nó quá kinh khủng luôn, quá đẹp luôn. đấy một mẹ hai con nhá. đấy, đấy, đây các bác xem này, đẹp chưa? đấy, quá đẹp luôn. đấy, cái con ở cái phần này là nó kiểu là nó nó khi mà trên cây là cái phần này nó như kiểu là nó nó che này, nó che cái phần con này đi. Đấy, cái cây này nó che phần con này đi. đấy, còn thằng con này nó trực trực diện ở trên gọi là ăn nắng trực trực tiếp luôn. Đấy, các bác lên các bác xem này Rất là đẹp luôn Tiếp tục em vào cho các bác với cái mã số là Y6 Một cây duy nhất Với giá là 130.000 em bao ship Mã số Y6 130.000 em bao ship nhé Đấy, một cây duy nhất Lá từ gốc đến ngọn Đấy, không hề có như lỗi lầm một cái gì cả Đấy chỉ một cây như này các bác về các bác trồng chậu là các bác đã có một cây lan để chơi với một cái giá rất là hợp lý luôn rất là rẻ luôn 130.000 quế xếp Thanh Hóa nhé Đấy không phải một nơi nào khác Đấy chuẩn quế xếp Thanh Hóa luôn Lá từ gốc đến ngọn không lỗi Đấy cây không hề lỗi lầm luôn Đấy em quay cái mặt kia lại cho cả nhà xem này Đấy đây cả nhà xem nhé Rất là đẹp luôn Với mã số Y6 130 nghìn Rồi tiếp tục em vào cho các bác với cái mã số Y7 Mã số Y7 em đếm cây cho cả nhà xem nhé Em đếm cây cho cả nhà xem Với cái mã số Y7 Đấy, với tổng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây quế chip này Mã số Y7 7 cây quế chip với giá là 250.000 Em đã bao ship cả nhà nhá Đấy đây Cả nhà lên Cả nhà xem cây chip của em này Đấy, Cây chip nhá Đấy Một tay em cầm Một tay em quay cho nên là nó hơi mở Cho nên là cả nhà rất chi là thông cảm cho em Đấy Cứ miễn là đủ số cây Đủ gọi là số ngọn Và cây uh, Có một vấn đề gì như thế nào thì em sẽ nói luôn Đây này Một này hai này ba này đấy một cây này cũng rất là chất này ba này cây chip này cũng chất này bốn này bốn này đây năm này sáu này Đấy, lá cứ từ gốc đến ngọn trăm loại này rất là phê nhá. 6 này, 6 này đúng không? 6 này. 7 này. Đấy. Với mã số Y7 250.000, 7 cây quế chip. Đấy, bóc rừng Thanh Hóa cả nhà nhá. Đấy, cả nhà cùng xem. Quá đẹp luôn, 7 cây. Tiếp tục là em vào cho các bác với cái mã số Y8 là một giò quế sếp. Ờ mã nó mã Y8 với một giò quế xếp hai thân hai hai mẹ to hai mẹ to cả nhà nhá hai mẹ to đấy đây hai mẹ to này đấy. đấy. hai mẹ to mà số y 8 với giá là 700.000 hai cái mẹ cao chiều cao là nó rơi vào khoảng tầm là 6 đến 70 cm cả nhà nhá 6 đến 70 cm đấy và cây đã được trồng thuần bộ rễ ra rất là khỏe À, kèm theo đó là trên uh, gọi là uh, trên giá thể trên khúc lúa là đã có phân dê Đấy Như dò này là em chăm trực tiếp tại vườn nhà em Đấy chỉ sử dụng một loại phân duy nhất là phân dê Đấy và coi như là em chăm sóc tưới tắm rất là bình thường Nước gọi là uh, cứ nước uh, coi như là nước suối Đấy nước suối và uh, gọi là uh, nếu như mà hôm nào mưa thì để cho tự mưa à, Để cho mưa gọi là ăn mưa ăn nắng bình thường Đấy rất ít khi sử dụng đến uh, gọi là các cái loại uh, thuốc đấy thuốc kích thuốc ấy, tại vì là uh, cái số lượng vườn ở nhà thì nó cũng không có nhiều đấy cũng gọi là uh, uh, đủ để cho các bác sưu tầm thôi đấy đây còn là hiện tại bây giờ cái mặt hoa của em nó đây đấy. mặt hoa này là em có để ý là nó đã nở được là ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi nhá ngày thứ tư mà bông nó đang căng đét như này cả nhà này đấy và hiện tại bây giờ trên cái giò này là bông này đang nở này. Bông này đang nở rồi nhá. Nhưng vẫn còn ba bông. Đây, vẫn còn ba nụ đây, chưa nở. Rồi, riêng ba nụ này thì uh, rơi vào đến nhưng mà uh, uh, đúng ra nếu ba nụ này thì nó phải rơi vào khoảng tầm 10 đến 10, 12 ngày nữa mới mới bắt đầu nở các nhà nhá. Hai cây mẹ và em đếm con ở cả nhà này. Hai cây mẹ với một hai hai cây con này. Là thành ba cây con hai mẹ ba cái con một cây để ở trên nách lá này đấy và hai cái con để ở dưới cả nhà nhá đấy mã số y tám bảy trăm nghìn các bác sở hữu được một cái giò quế xếp trồng thuần rất là đẹp luôn đấy với hiện tại bây giờ là bốn vòi hoa đấy mặt hoa như thế này đấy cả nhà xem kỹ giúp em nhá nó là quá đẹp luôn này hoa vàng rất là đẹp nhỉ đấy này bông này Phải không? nhìn vàng chanh đẹp nhỉ đúng vàng chanh đẹp vàng chanh vàng xanh cốm nói chung là mỗi người thích một cái kiểu hoa đấy em thì từ bông nào em thấy đẹp <laughs> đấy với cái mã số y 8 700.000 nghìn hai cây quế hai cây mẹ và ba cái con đấy xếp thẳng đứng cả nhà nhá đấy đây là em đang uh, sách ra để cho cả nhà xem thôi còn uh, treo lên đây sách như này đấy sách như này là nó thẳng đứng này đấy nó thẳng đứng như này thấp tay xuống tí đấy rất là đẹp luôn cả nhà này đấy quá phê mã số y8 700.000 tiếp đến em vào cho các bác mã số y9 không y đó là y ấy y9 này kia đấy mã số y9 tiếp đến em vào cho các bác một cái mã số là mã y9 nha đây mã số y9 với một cây duy nhất cây này thì là cắt nguyên bản ở rừng cắt nguyên bản ở rừng về nhé cả nhà nhá đấy lá này chất lá siêu dày phải nói là siêu dày chứ không phải là dày này đây cái này mà đụng vào chỉ cần gọi là không may một cái là chỉ có gập luôn gãy luôn tại vì nó rất là dày rồi đấy con này thì bản chất của nó là cắt nguyên bản rừng cả nhà nhá nhưng mà các bác thợ rừng đem về đem về và đây buộc một cái giá thể nó rất là đơn giản luôn chỉ có gọi là vài cái túi vải thôi đấy mấy cái túi vải này buộc lung tang tung vào thôi đấy thậm chí có cả dây điện đây đấy cắt nguyên bán rừng nhá đấy một mẹ hiện tại hai vỏ hoa này các bác xem vỏ hoa nó phê chưa 20 40 20 40 45 vỏ hoa 45 phân bản lá thì được uh, 5 sen cả nhà nhé 5 sen đấy chất lá thì gọi là không phải bàn một cái gì luôn rồi đấy cả nhà xem chiều cao của em nó nó rơi vào như cái ngọn này nó phải rơi vào 50 55 sen cả nhà nhé Đấy, quá là phê luôn, đấy cả nhà xem cùng chiêm ngưỡng một cái ngọn quế xếp uh, này, đấy hàng thanh hóa quế xếp hàng thanh hóa rất là phê luôn, siêu đẹp, đấy quá là đỉnh luôn, quá là đẹp luôn cả nhà nhé, uh, xoay lại xoay lại, đấy xoay lại đây các bác xem này, đây là cái mặt trước của em nó này đấy với cái mã số này là mã số y chín Em bán này các bác với cái giá là 1 triệu 250 nghìn Đấy, giá rất chi là phải chăng rất là bình dân để cho cả nhà mình có thể là sở hữu được một cái cây quế chất lượng đẹp đấy, với hai cần hoa hai vòi hoa và chưa có con đấy lá thì đẹp long lanh luôn đấy, tươi tắn rất là khỏe cây cái này về các bác cho vào cái chậu gỗ hoặc là chậu nhựa thì gọi là một cái cây quế quá đẹp luôn đấy, thậm chí là có thể là như ngọn này là các bác đi biếu đi tặng là rất là hợp lý rất là vừa tiền này và rất là 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 hai cần hoa tỉa ra hai bên nhìn rất là vừa mắt cả nhà nhá rồi tiếp đến em vào cho các bác với cái mã số là y 10 mã số y 10 này là cũng là một giò rất là to Đấy, khúc lũa rất là chắc chắn luôn Đấy, mã số y 10 là em đang treo trên đây Đấy, mã số y 10 từ từ tháo cái cái tháo cái kia cái đã cái đấy. Ừ, cho làm số đi cả đã. Đấy, đấy là một cái dây khủng, tí nữa em quay cho cả nhà nhá. Đấy, một cái dây giề... nhẹ thôi. Xop xop Kia. Đấy. Với cái mã số là mã số I10 này. Với cái mã số I10. Với mã số I10. Mã số I10 này là 800 000 cả nhà nhá. Đấy, mã số I10 này là em ghép vào một cái khúc lũa. Phải nói là khúc lũa này có đến uh, gọi là mấy chục năm nữa cũng không thể mục. Đấy, khúc lũa này nó rơi vào nó rất là nhỏ thôi, nó chỉ khoảng tầm 5 60cm thôi. À quên uh, tầm 40cm thôi. Nhưng mà cũng nặng nhá, nó khoảng tầm 4 đến 5 kg. Đấy, còn cái túi này là cái túi uh, em bỏ là uh, phân dê phân dê và sơ dừa đấy để tăng cái độ ẩm cho cây cho cho cái giò lan với cái giò này mã số y 10 800 trăm nghìn với tổng là uh, một uh, uh, hai cây mẹ đây cả nhà xem này đây là uh, cái cái này là 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 là, là, là thành uh, hai ngọn mẹ nhá bây giờ tính hai ngọn mẹ này và đây một ngọn mẹ là ba này ba mẹ với lại là một con hai con ba con đấy nó hơi tối hơi tối nha đấy đây rất là đẹp luôn với tổng hiện tại bây giờ một hai ba bốn quầy hoa đây cả nhà xem rất là đẹp luôn đấy mã số y 10 800 trăm nghìn anh chị em xem này rất là đẹp luôn đấy ghép lủa rất là chắc chắn bộ rễ đây đấy các bác xem này đấy em cho cái túi phân dê kết hợp với lại là sơ dừa đấy các bác xem cái bộ rễ nó ăn nhìn nhìn thích không nhìn rất là yêu luôn Đấy, nhìn rất là 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 xinh xắn luôn. Đấy, cây thì rất là khỏe rồi. Bốn vòi hoa và vòi hoa đang rất là nhỏ nhá. Về cái này các bác yên tâm luôn. Trong quá trình vận chuyển là thích nhất là vận chuyển cái kiểu vòi hoa nó đang nhỏ như này. Đấy, 1 2 3 5 vòi, 5 vòi hoa đây. Đây một vòi nữa cả nhà này. Lúc này em em không nhìn thấy. Nó che mấy cái lá này. Đấy, 1 2 này. 3 này. 4 này, 5 này. 5 vòi hoa mã số Y10 800 000 Đấy. Tiếp đến em vào cho cả nhà với cái mã số là Y11 Y11 Đấy Đây Mã số Y11 đây nhá Đấy Bộ rễ nó ăn sâu vào cái túi phân dê này Thì cây lan nó rất là lực, rất là khỏe luôn Đấy Mã số Y11 này em bán cho cả nhà với cái giá là 900.000 Rất là khủng luôn Một giò quế xếp tháng 8 Đấy Một giò quế xếp tháng 8 900.000 Đây em đếm cây ở nhà nhá với tổng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ngọn đấy như giò này 900.000 bao ship cho các bác là cũng là hơi bị và là vất vả đây đấy ghép vào khúc gỗ nhãn 9 cây với hiện tại em nó là đang là khéo cái vòi hoa đá ghế ra với cái vòi hoa là hiện ghế cái với cái, kia, với cái hiện tại bây giờ giò này là bốn vài hoa này các bác xem cái cần hoa này cần hoa này em đo nó phải tầm 60 70 phân 20 40 60 đấy cần hoa này thì nó cọc này 20 40 đấy đây cả nhà xem này đẹp chưa đấy một cái giò quế chỉ có với cái giá là 900 nghìn nhá 900 nghìn đã bao ship cho cả nhà rồi đấy cả nhà xem này quá là đẹp luôn ờ với tổng là 9 cây bốn vòi hoa đấy cả nhà xem đấy bộ rễ các thứ là không phải suy nghĩ luôn rồi các bác về cái này chỉ việc là à, tưới uh, uh, tắm bình thường và cho ăn nắng bình thường đấy đây quay cái mặt này mới nhìn thấy nó đẹp này cả nhà này đấy quay cái mặt này mới thấy nó đẹp còn cái mặt kia thì nó nhiều cây quá cho nên là nhìn nó hơi bị sum xuê và sum xuê thì nhìn nó không được không được rõ nếu mà nhìn xem trong video thì các bác là nhìn nó không được gọi là Ờ uh, rõ từng cây. Đấy nhưng mà đây quay này, quay cái hướng này các bác xem này. Một giò lan rất là đẹp luôn. Với mã số I11 900.000. Tiếp đến em vào cho các bác với một cái giò lan. Ờ uh, à đây, mã số I12 trước đi. Mã số I12 nhá. Mã số I12. Hiện tại là hai vòi hoa. Đấy, hiện tại là hai vòi hoa nhưng mà hoa thì cái ngọn uh, này thì nó không được đạt. Vòi hoa không được đạt tại vì là ờ uh, mấy hôm thời tiết là nó có mưa mưa nhiều nhá mưa nhiều thì đều sinh ra là 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 cái vòi hoa nó rụng bớt đi đấy nhưng được cái là cái chất lá chất cây rất là đẹp với cái giò này là cắt nguyên bản của rừng nhá cắt nguyên bản rừng không cấy ghép không hề cấy ghép với một mẹ này một mẹ năm con mã số y mười hai năm trăm năm mươi em đếm cây con cho cả nhà này một hai ba bốn năm sáu 7 Đấy các bác xem này Đấy Đây cây mẹ rất là đẹp luôn nhá Cây mẹ rất là phê luôn này Đấy một mẹ 7 cây con Mã số Y12 Mã số Y12 một mẹ 7 con với giá là 550 000 Đã bao ship được cả nhà Đấy em cầm cái mặt này lên Cầm đứng cái cây lên đây con nào Đấy đây, đây là cái mặt trước đây Đấy, các bác có thể là trồng đứng như thế này được mà không thì để như kiểu em buộc kia cũng được nhé cả nhà nhé Đấy, đây các bác xem này. Rất là đẹp luôn. Đấy, để đứng cây, để treo chéo, chéo cây như này là các bác có một giò quế trồng đứng rồi. Hoặc là các bác để nằm xuống xuôi theo thế thác đổ như này cũng được. Đấy. 550 000 đã bao ship nhé Và tiếp tục em vào cho cả nhà với một cái đơn nữa là đơn 13, một giò quế phải nói là rất là khủng đấy uh, dò này mà về thành phố uh, hoặc là về uh, gọi là những các cái uh, uh, vùng mà không phải uh, uh, vùng đồi núi như em đây thì giò này là phải nói là giò khủng một giò khủng hai cây quế thẳng đứng đấy hai cây quế thẳng đứng bản lá to nhất là hơn 5 cm đấy hơn 5 cm cả nhà nhá với tổng là cây là uh, một mà uh, hai ngọn mẹ và em đếm cái con này đếm cái con nhé 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 9 cây. 10 mười này. 11 mười này. 11 nhá. Đây, cả nhà xem 11 này. 11 này. Trong này là 12 này. 12 này. Với tổng số giò này, hai ngọn mẹ 12 con. Giá giá em bán cho cả nhà chơi siêu tầm và để mà lấy tương tác là 2 triệu 800 nghìn đây các bác xem cái cần hoa này tức là một cái giò quế nó rất là khỏe rất là khỏe để mà đẻ được uh, nhiều con và lại nhiều nụ hoa như thế này đây cả nhà xem này đấy em đếm hoa này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vòi hoa Đấy cả nhà cả nhà ừ. thử nghĩ xem nếu 12 vòi hoa này mà nó ra thì chắc là bán kính khoảng tầm uh, gọi là vài trăm mét. Đấy, vài trăm mét là vẫn ngửi thấy được cái mùi hoa. Và chiều cao của cây em đứng người vào, em đứng người vô để anh ý. áng chừng nào. Chiều cao của cây, đấy, đây. Từ mặt đất lên. Từ cái nền uh, này đi lên này, đấy cả nhà xem. Đấy, nó dư vào khoảng tầm là uh, Một 1 mét 3 1 mét 3 cả nhà nhá lên khoảng tầm 1 mét 3 đấy và cái giò này bản chất ban đầu của nó là nguyên bản rừng cắt nguyên bản ở rừng đây em cho các bác xem cái khúc của các nguyên bản rừng nhá đây đây là cái khúc của các nguyên bản rừng nhưng mà về em cho vào một cái lũa là lũa uh, gọi là là, là là thuyền buồm đấy kiểu thuyền buồm rất là đẹp luôn đấy, rất là tác phẩm rất là nghệ thuật đây là 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 em đang để ở dưới đền nhé tại vì là Uh, giò nó cũng to, đấy mà bây giờ mà nếu mà em để lên cao thì em để hẳn lên cái ghế cho anh xem, để hẳn lên ghế, đấy một siêu phẩm, hai ngọn một siêu phẩm luôn, đấy đây, đây các bác xem đây là cái lũa này, đấy đây là cái 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 cái, cái lũa đây, đấy cả nhà xem chưa, đấy xem kỹ giúp em nhé, nếu các bác ưng cái giò khủng này thì các bác uh, vui lòng là xem kỹ giúp em. Đấy và liên hệ trực tiếp 0965 22437 Em bán ở nhà với giá là 2 triệu 800 nghìn Bao ship rồi Đấy với cái đơn này thì nếu mà Bao ship đóng hàng cho các bác Nó phải rơi vào khoảng tầm 6 thùng xốp Đấy 6 thùng xốp bởi vì là chiều cao của cây là 1m3 kết hợp với khúc lũa Đấy là về chiều cao Thì nó phải rơi vào khoảng tầm 1m6 nhá 1m5 đến 1m6 còn về bề ngang bề rộng của em nó là nó phải rơi vào khoảng tầm 60 cm. Đấy em đang sợ là 6 đến 7 thùng xốp là các bác biết được là cái <laughs> uh, tiền ship là nó là cao như thế nào thì một với một cái giò lan này thì em chỉ còn nhận về nếu như mà với như thế em chỉ còn nhận về với giá là khoảng tầm 2 triệu ba 2 triệu 4 thôi. Đó, ít nhất là phải 3 400 000 tiền cước. Rất là khổ một cái giò quế xếp tháng 8 của Thanh Hóa. Đấy, các nguyên bản rừng và đá thuần tại nhà. Đấy, đá thuần tại nhà rất là lâu. Bộ rễ đã ăn gọi là vào cái phần lúa của của cái phần lúa mà lúa thuyền này rồi đấy cái bộ rễ đây bộ rễ này em đang buộc cho nó gọn lên để nó ăn vào cái giá thể nhá chứ không xóa ra nữa tức là giò này nếu mà treo cao lên treo cao lên và để nó xóa ra thì rất là đẹp đấy còn trong quá trình hiện tại bây giờ đang nụ và chuẩn bị hoa như này thì các bác về các bác để coi như là thấp thấp để chuẩn bị được nắm hoa và ngửi cái mùi uh, thơm của hoa đấy đây các bác xem này nụ này nụ nó lên nó cứ mơn mở nó mở như thế này đấy, đẹp và nó là quá đẹp hai ngọn mẹ 12 cái con đấy hai ngọn mẹ 12 cái con một siêu phẩm nhá một siêu phẩm quế quay quay ra đây cho anh quay ra đây để anh quay cái cây mẹ đường bên đấy đây đây cây mẹ đường sau đây đấy các bác xem nhá đây đấy, lá này lá xanh gọi là sáng xanh sáng luôn mà rất là cứng cáp nhá cây rất là khỏe rất là lực rất là cứng luôn Đấy. Với cái giò này các bác uh, Về các bác vừa chơi Các bác vừa chia cho anh em hàng xóm bạn bè Đấy, Người chơi cùng Đấy, Bởi vì nó là 12 con Thì các bác khi mà đã ra rễ Thì các bác tách cho mỗi người một con là Các bác có 10 gọi là tặng cho được 12 người Đấy Một cái giò lan rất là khủng Và các bác vẫn giữ được cái thân mẹ Đấy hai thân mẹ và 12 cây con Đấy xoay ngược lại Xoay ngược lại để xem mặt trong bên kia Không 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 đấy đấy xoay nữa đi đấy thấy giờ các bác thấy nó 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 nặng chưa đấy đây đấy tức là cây nó to nó khỏe quá mà em còn phải lấy cái này là cái này là là cái cây um, uh, cây khung màn đấy đấy ở trong cái khung màn đấy chứ còn những các cái que mà cắm hồ điệp hoặc là những các cái cây thép thì không thể chịu được lực của cái cái cây này tại vì cây này nó cao to và nó rất là nặng đấy 12 con và 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 mười mười mấy mười hoa cơ mà Đấy, mười mấy và hoa Đấy, anh chị em mà kết cái giò này thì liên hệ cho em nhá Đấy, tiếp tục em vào cho các bác một cái dề quế siêu phẩm Bọc rừng thanh hóa Trên rừng mà còn những các cái dề quế như này thì chắc là cũng rất là hiếm rồi Rất là hiếm Đây, sách sách hẳn rồi đây Đấy, một dề quế siêu khủng Một mẹ năm con bản lá đều trên 5 sen hết cả nhà nhá Với uh, hiện tại bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vòi hoa Đây cả nhà xem này Trên rừng bây giờ không còn kiếm được Những cái gì gọi là Kiếm được nhưng mà cũng rất là hiếm Đây Một mẹ năm con Đấy bốn cây con thì đã dài tương đương nhau Với tổng chiều dài Với tổng chiều dài là 20 20 40 60 cm Còn uh, một con này là được khoảng 30 cm này với cái con này đây các bác xem này cái con này được 20 cm mà lá này lá này là được tầm 5 cm này đấy 5 cm còn với những lá như này là trên 5 cm cả nhà nhá đấy lúc nãy em đo là được 52 53 54 đấy cây mẹ là lá được 5,4 5,5 cm đây siêu khủng một dề quế siêu khủng một dề quế siêu khủng đấy sách hai tay đi Oh, ừ, sure. Đây, một dề quế siêu khủng một mẹ năm con. Đấy, tức là nó cây con nó rất là to, chất lá rất là dày. Bản lá to cho nên là thành ra là che hết cây rồi, gần như là không 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 nhìn thấy được những cây ở trong đây. Và đặc biệt một cái là mẹ và con đều lá từ gốc đến ngọn, chưa hề bỏ lá nhé Đây, em em quay phần gốc cho cả nhà xem này. Đây, cây thứ nhất này. Cây thứ nhất, đây đây là lá ngọn này đấy cả nhà thấy chưa cây thứ nhất đây cây thứ hai cây con thứ hai này cây con thứ ba đây lá từ trong này đây cây con thứ ba cây con thứ tư đây lá đây đấy và cây con thứ năm là ở dưới này đây đây là cây con thứ năm đây còn cây mẹ đây cả nhà nhá đây cây mẹ đây đây là cái phần của cây mẹ này đấy đây là cái thân cây mẹ đây nó đẻ được một này hai này ba này bốn năm con năm con dưới gốc luôn đấy quá là phê một cái giò một một cái rể quế bóc rừng của thanh hóa này siêu phẩm cái này về các bác uh, ghép vào đúng là một tác phẩm luôn chị đúng là một tác phẩm luôn với cái mã số uh, 14 uh, em bán cho cả nhà với giá là 4 triệu 500 nghìn đã bao ship đã bao ship cả nhà nhá với giá là 4 triệu 500 nghìn đã bao ship Đấy, anh chị em mà kết thì liên hệ trực tiếp cho em Đấy, một siêu phẩm, một mẹ, năm con với hiện tại bây giờ là được uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vòi hoa 10 vòi hoa cả nhà nhá Đấy Cái ngọn mẹ nó rất là dài Đây như uh, như như bà xã nhà em là đang đứng đây Nếu như cái ngọn mẹ vướt thẳng xuống Từ từ cái ngọn mẹ lên đến cái phần gốc như này Là nó phải được tầm 1m6 nhá uh, 1m rưỡi đi Tại vì vợ em làm uh, 1m, uh, trên 1m6 đó, chiều một mét 6 thì ở đây các bác xem này Đấy từ đây lên đấy là cái ngọn mẹ nó đang nó đang cong đi ra nó đang cong đi ra như thế này nhá để nó ăn ánh sáng mà nó cong đi ra như thế này đấy cái này mà lên lũa khi mà lên lũa hoặc là lên cây là mình còn chỉnh sửa được đấy chứ còn như thế này thì uh, sách như thế này thôi đấy thì uh, riêng cái dề này là em uh, quay như thế này đấy quay quay như thế này đếm số ngọn số con cho cả nhà xem uh, số vòi hoa uh, bộ rẻ như thế này Đấy, để cho cả nhà xem rồi nhá mã số 14 với giá 4 triệu 500 nghìn Và uh, Anh chị em mà kết thì liên hệ Hoặc kết bạn zalo Theo số điện thoại là 096522437 Đấy, em đổ Trường Thanh Hóa Đấy, thì uh, Ngày hôm nay em lên cho cả nhà với tổng là 15 đơn Cũng rất mong là Cô gì chú bác, anh chị em là ủng hộ cho em Và Cũng uh, uh, rất mong anh chị em là Lên siêu tầm được những các cái uh, Uh, các cái giò um, uh, lan, chậu lan, dề lan uh, Quế xếp tháng 8 ưng ý vừa hợp, vừa với túi tiền của tất cả mọi người nhé Đấy, uh, mã số 15 uh, Bây giờ em còn một cái đơn là Đó là mười mấy À 14 à Đây là mã số 15 này Mã số 15 Với hai nụ, uh, với hai cây Với hai cây quế xếp Cắt nguyên bản này hai cây là thành ba cây ba cây ở trên cùng một khúc cây tức là cái này là trên rừng là hạt nó bay ra cả nhà nhé hạt nó bay ra Đấy, hạt nó bay ra cây to nhất hiện tại bây giờ là đang có nụ như này mã số i 15 với giá 400 000 nghìn đã bao ship Đấy, cái này về các bác cắt các bác cắt ra hoặc cũng được mà không thì nếu các bác chốt thì bảo em em cắt ra vừa tiện đóng hàng mà vừa về để để sau này các bác cho lên chậu rất là đẹp luôn đấy một này hai này và ba đấy với hai cây này thì các bác làm một chậu cây này các bác làm một chậu đấy cây này thì các bác làm một chậu để các bác đặt lên trên bàn uống nước các bác uh, uống trà và ngắm ngắm hoa luôn đấy còn hai cây kia thì các bác uh, chơi để chăm cho sang năm ra hoa nhá đấy với mã số cuối cùng là mã số I15 400.000 trăm nghìn rồi uh, em uh, video ngày hôm nay là em uh, kết thúc ở cái uh, dò quế nguyên bản này nhá uh, chúc anh chị em là có một buổi tối uh, uh, vào uh, xem video uh, vui vẻ và chốt được những giò lan đẹp